Thôi bây giờ quay trở lại chương trình đố Phương, điểm tiếp theo của chúng ta là điểm gì? Điểm nãy giờ nói quá trời nói xong bây giờ quay trở lại chương trình điểm đầu, may quá còn nhớ kịch bản trời đó. Nói nhưng phải quay lại từ đầu chứ, người ta nói đi đâu cũng trở về với La Mã mà, đúng không? Rồi vậy thì đố Phương là khách mời của điểm đầu ngày hôm nay sẽ là ai? Bí mật. Bí mật chị biết, Phương biết nhưng các bạn chưa biết đúng không? Đúng. Bởi vậy bây giờ mình có bật mí không? Phải bật mí thôi. Mình phải bật mí đi thôi, chừng bị mất bí mật của mình đó. Bây giờ xin mời các bạn hãy cùng đến với điểm đầu của chúng ta và chờ xem ai sẽ là khách mời đặc biệt của chương trình ngày hôm nay nhé. Tiên mà Quỳnh bước lên sân khấu biểu diễn với vai trò là ca sĩ thì ngay ngày đầu tiên thôi, Quỳnh nhớ lúc đó là ngày 15 tháng 12, đó là một chương trình rất là hoành tráng dành cho các bạn học sinh hát hai tin concert. Và Quỳnh hôm đó Quỳnh thể hiện một bài nhảy và một bài hát rất dễ thương mang tên là Tiệm Bánh Dâu Tây. Thì một chương trình rất là lớn như vậy cho nên Quỳnh rất là hồi hộp, rất là run. Dĩ nhiên là sẽ có tập trước 2 tuần lễ ở công ty, rồi tập cho tới tận khuya, rồi sáng sớm hôm sau còn phải đi học thì rất là mệt mỏi. Nhưng mà tới cái ngày diễn mà khi mà được biết là mình trong danh sách được biểu diễn thì Quỳnh rất là vui. Nhưng mà không hiểu sao Quỳnh lại gặp một cái xui như thế này, là ngay ngày đầu tiên thôi, lần đầu tiên bước lên sân khấu thôi là Quỳnh đã bị một cái trường hợp làm cho Quỳnh rất là nhớ tới, rồi mà cảm thấy rất là ý ẹ luôn á. Là đôi giày của Quỳnh nó có hai cái dây để mà trang trí thì nó lại quấn vô nhau hết, làm Quỳnh không có cử động được, đi thì phải đi bước nhỏ, đang nhảy sung thiệt sung, làm cho mình phải giảm đi được cái độ là bây giờ nghĩ lại rất là tức luôn á. Và sau đó thì Quỳnh cũng rút ra được kinh nghiệm là trước khi các buổi biểu diễn thì mình phải nên mặc trang phục trước, rồi phải tập luyện này nọ kia để xem là để không có trường hợp đó xảy ra một lần nữa. Và cho nên là đạo cụ và quần áo rất là quan trọng. Nếu mà khi mà một cái bộ quần áo của mình hay là một cái đôi giày mà mình không vừa ý hay là làm cho mình lộng cộng trên sân khấu thì không có tốt. Cho nên là các bạn nên nhớ cẩn thận hơn Quỳnh nha. Và một kỷ niệm nữa là có một lần Quỳnh khóc, không phải là vì bị điểm kém, không phải vì bị ba mẹ la, không phải vì bị đánh đòn hay là bị sao hết, mà là mẹ kể lại với Quỳnh. Lúc đó Quỳnh chỉ mới mấy tháng tuổi thôi, mẹ đang bồng Quỳnh và lúc đó thì mẹ đang có chuyện rất là buồn và mẹ khóc. Thì một em bé mấy tháng tuổi thì làm sao mà biết được là thấy mẹ mình buồn và khóc theo, nhưng mà không hiểu sao em bé là Quỳnh mấy tháng tuổi đó lại khóc theo mẹ nữa. Mẹ không hiểu là tại sao Quỳnh khóc, và sau khi lớn lên kể lại, nhưng mà Quỳnh cũng rút ra được một cái gì đó cho mình là Quỳnh rất là sợ khi mà thấy mẹ khóc như vậy và sẽ cố gắng không làm gì để cho mẹ phải rơi nước mắt vì Quỳnh. Lần đầu tiên mà Quỳnh cảm thấy rất là làm phiền bố Quỳnh và thấy thương bố Quỳnh kinh khủng luôn. Các bạn thấy Quỳnh như vậy á, nhưng mà Quỳnh rất là đảng trí, không ai ngờ là Quỳnh đảng trí tới mức mà một những cái việc mà phải nhớ như vậy mà cũng quên nữa. Có một lần á, Quỳnh thi đại học thì yêu cầu của mỗi thí sinh đi thi là phải mang theo giấy chứng minh nhân dân. Quỳnh chẳng quên gì cả, chỉ quên đúng giấy chứng minh nhân dân luôn, vậy mới chết chứ. Thế là báo hại, Quỳnh phải gọi điện thoại cho bố Quỳnh để mà chạy về nhà lấy giấy chứng minh cho Quỳnh. Quỳnh thì không có biết chạy xe, mà cái hôm đó thì trời mưa nữa, mà đường từ nhà lên trường rất là xa, mà kẹt xe nữa.
thời gian thi thì chỉ có 90 phút thôi. Mà nếu mà không có giấy chứng minh dân thì Quỳnh dù Quỳnh có làm bài tốt với cỡ nào cũng không có được nhận bài hết đó. Thì khi mà bố chạy lên, bố cố gắng chạy thật là nhanh lên để đưa chứng minh dân cho Quỳnh. Thì lúc đó Quỳnh cảm thấy rất là hối hận. Chỉ vì cái tật hay quên của mình thôi mà phải hành bố Quỳnh chạy một con đường xa vậy mà trời mưa nữa. Các bạn hãy nhớ đó, khi mà làm một cái việc gì đó các bạn phải tập trung thì mới được thành công. Và khi mà trải qua những cái chuyện như vậy thì Quỳnh nhận ra là bố và mẹ luôn là những người yêu thương Quỳnh và giúp đỡ Quỳnh trong những hoàn cảnh khó khăn như vậy. Cho nên là qua chương trình thì Quỳnh cũng xin gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến bố mẹ trong thời gian qua. Tại vì có một đứa con gái hư quá trời. Đầu tiên Quỳnh được qua nước ngoài, đó là lần mà Quỳnh được mời đóng quảng cáo siêu thị Walmart, và đi cùng với Quỳnh lúc đó có cô Hương Giang nữa, rất là vui. Và cái tiến trình mà quay cái quảng cáo đó rất là tốt đẹp, nhưng mà có một chuyện xui xảy đúng ngày mà Quỳnh ra sân bay đi về luôn, là vì Quỳnh không có mang đồng hồ nè, cũng không có mang điện thoại nè, cho nên không biết giờ giấc như thế nào đó. Mà bên Singapore thì thời gian chạy sớm hơn Việt Nam mình là một tiếng. Thì Quỳnh coi cái đồng hồ của cô Hương Giang không à, mà đồng hồ cô Hương Giang lại quên chỉnh giờ Singapore, lại chỉnh giờ Việt Nam. Thế là khi mà người ta check in xong rồi lên máy bay đi hết trơn này, cô Hương Giang với Quỳnh còn đang tung tăng đi mua đồ đâu có biết gì đâu. Sau đó mới phát hiện ra chết rồi, trễ giờ rồi. Cô Hương Giang mới nhớ chợt là chết rồi, con ơi, tối nay cô phải có một show diễn nữa, giờ làm sao giờ, thôi giờ cô mua vé cô đi hãng khác cô về liền nha. Quỳnh lúc đó Quỳnh đứng đơ người luôn, Quỳnh không có biết tiếng Anh mà bây giờ cô Hương Giang về trước rồi thì Quỳnh sao đây. Và thật ra thì Quỳnh cũng có thể mua vé về đó chứ, nhưng mà Quỳnh nghĩ như thế này, công tình bữa giờ 2 ngày trời mình đi quay quảng cáo mình kiếm được một số tiền, mà bây giờ mình bỏ tiền ra mình mua vé mình đi về rồi, về tới nơi hết chân tiền. Cho nên là Quỳnh quyết định cứng đầu ở lại, không về. Các bạn thấy Quỳnh ghen không? Nhưng mà thật ra tiếng Anh Quỳnh rất lẹ. Sau đó thì Quỳnh, cô Hương Giang có cho Quỳnh số điện thoại của một người bạn ở bên Singapore để mà Quỳnh nhờ người ta giúp đỡ. Thì Quỳnh chạy ra điện thoại công cộng, Quỳnh gọi cũng không biết gọi luôn. Từ đó giờ mình giống như là ở dưới quê mới lên tỉnh vậy đó, mình đâu có biết gì đâu. Cái mình cũng gặp một cái anh người không biết người gì mà có nước da cũng đen đen, cái mình mới lại mình cũng bập bẹ nói tiếng Anh, nó xong chỉ dùng động từ tua luôn, chỉ cái ảnh mới hiểu. Xong rồi cái ảnh gọi điện thoại giùm cho Quỳnh, thì Quỳnh có 2 số điện thoại, người thứ nhất Quỳnh nhờ thì người ta lại không chịu, xong rồi buồn quá nhờ tới người thứ hai thì Quỳnh hết tiền rồi, còn tiền chẳng không mà. Xong rồi cái anh đó cũng rất là ga lăng nha, đã bỏ tiền vào gọi cho Quỳnh rồi. Xong rồi gọi người thứ hai thì Quỳnh năn nỉ một hồi lâu thì còn lâu. Xong rồi cái cô ấy mới lên sân bay đón Quỳnh về, thì rất Quỳnh thở phào nhẹ nhõm luôn vậy đó. Công nhận qua những cái ngày tháng mà khi mà Quỳnh về được tới Việt Nam, các bạn có tin không, nhìn Quỳnh rất là sơ sát, nhìn không ra luôn, mẹ nhìn cũng không ra luôn, mà giấu mẹ đó, không dám cho mẹ biết là mình đi trễ chuyến bay ở lại một mình, tại vì mẹ nghe là mẹ rất là lo, tại mẹ biết là Quỳnh không có biết tiếng Anh. Mà về tới nhà rồi lúc đó mới nghĩ lại là thôi phải gấp rút đi học tiếng Anh thôi, sợ quá. Các bạn hãy nhớ đó, chính xác từng phút luôn, nếu các bạn đang ở sân bay để làm thủ tục xuất nhập cảnh. Lần đầu tiên Quỳnh đóng phim nhựa Công Chúa Tiên Ngự Hổ Tướng, và có cảnh quay là Quỳnh bị chọi đĩa, chọi liên tục mấy cái luôn, nhưng mà toàn là đĩa thì không á, đĩa thì bể beng beng beng. Xong rồi Quỳnh lúc đó Quỳnh cũng tỉnh bơ, đau vậy thôi, thấy cũng hết. Xong rồi cũng phải tiếp tục quay cái cảnh quay tới chiều tối luôn,
cái bắt đầu quay xong hết tới tối Quỳnh bắt đầu Quỳnh mới thấy phê nha, bắt đầu thấy nhức u ở đây một cục rồi nè, về nhà dở ra soi gương lại trời ơi nó bầm một cục luôn. Thế là hôm sau Quỳnh đi diễn là Quỳnh phải vừa đi mà vừa dịnh như thế này, là giống như bà cụ vậy đó, quá trời luôn. Bây giờ mà Quỳnh nhớ lại cho Quỳnh cái cảm giác đó, chắc là đang ngồi đây cũng lại dịnh dịnh, vừa nói chuyện vừa dịnh nữa, nó rất là đau, rất là nhức. Và lần thứ hai mà Quỳnh đóng một bộ phim nhựa tiếp theo là một bộ phim chiếu Tết, thì đây là một kỷ niệm mà lần đầu tiên Quỳnh được các anh cách cơ đơ bắt dây cáp với Quỳnh và treo Quỳnh lơ lửng trên không rất là cao. Khi mà ở dưới chân Quỳnh thì có một con hố rất là bự, mà Quỳnh thì cực kỳ sợ độ cao luôn. Lúc đó là cứ trong đầu cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, sợ lắm. Hoàn thành tốt xong cái vai diễn, trong cái cảnh quay đó là Quỳnh xuống là được nghe chú đạo diễn nè, các anh các chị đồ vỗ tay khen ngợi quá trời luôn. Khi mà Quỳnh được các anh chị khen thì Quỳnh rất là vui, rất là khoái. Và còn nói với mấy anh chị là thôi cho em làm lại lần nữa đi, cho em bay lại lần nữa đi. Nhưng mà có một điều làm Quỳnh buồn lắm, Quỳnh rất là tức, là tại vì khi mà phim chiếu lên thì lại cắt mất tiêu cảnh đó rồi. Quỳnh được nhận tiền cát xê và Quỳnh đem ngay về cho bố mẹ. Lúc đó Quỳnh tham gia đội múa Những Ngôi Sao Nhỏ nè, rồi được các cô các chú lập thành một nhóm múa, nhóm nhảy xì tin rất là nhỏ xíu dễ thương, bé bé cỡ này à. Thì Quỳnh đi múa minh họa cho các anh chị ca sĩ, và lần đầu tiên Quỳnh múa minh họa là anh Đan Trường với bài Giấc Mơ Màu Xanh, trong live show Giấc Mơ Màu Xanh luôn. Thì khi mà nhận cái số tiền cắt xê là 200.000 đó, thì Quỳnh về Quỳnh đã đưa liền cho mẹ. Lúc đó mẹ rất là cảm động, và bố cũng nói câu là trời ơi con tôi còn nhỏ mà kiếm được tiền rồi nè. Khi mà nghe bố nói câu đó mình cũng rất là vui, và tự nhủ với bản thân mình là đây mình sẽ, khi mà không những là đi múa đi hát mà bất cứ một công việc nào thì Quỳnh cũng cố gắng để đem lại những kết quả tốt nhất để đem về cho bố mẹ xem. Và những lúc mà khó khăn nhất thì người đầu tiên mà Quỳnh nghĩ đến là bố mẹ. Và những lúc mà Quỳnh có những niềm vui và những thành công thì người đầu tiên mà Quỳnh nghĩ đến vẫn là bố mẹ. Lần đầu tiên mà mình biết rung rinh trước một người bạn nam, lúc đó còn rất là sớm, không biết là các bạn có bất ngờ không khi mà nghe Quỳnh nói. Quỳnh lúc đó Quỳnh học lớp 4, và Quỳnh rất là ngưỡng mộ cái người bạn trai đó, tại vì bạn đó học rất là giỏi nè, rất là hiền và biết giúp đỡ các bạn trong lớp, cho nên Quỳnh rất là ngưỡng mộ bạn đó từ năm lớp 4 đến lớp 7 luôn á. Mà Quỳnh không có dám nói ra, không dám nói mình thích bạn, tại vì ngại lắm. Thì thời gian trôi qua thì đó cũng là những cái chuyện, những cái tình cảm của đứa tuổi học trò. Khi mà Quỳnh sau này Quỳnh lớn lên thì Quỳnh cũng có để ý thêm một người nữa. Năm đó là năm Quỳnh 18 tuổi. Đây là lần đầu tiên Quỳnh nói luôn đúng không? Nhưng mà rất là đáng tiếc vì bạn ấy đi du học mất tiêu rồi. Cho nên là không hiểu sao Quỳnh là một người rất là hay quên. Nhưng mà khi mà nhắc tới chuyện tình cảm thì Quỳnh có rất là nhiều điều muốn kể đó nha. Quỳnh đã có một lần nói nhỏ nhỏ cho các bạn biết thôi nha. Quỳnh đã từng yêu thầm một thầy giáo đó. Và thầy giáo dạy tiếng Anh trong một trung tâm Anh văn mà Quỳnh đã theo học. Quỳnh rất là ngưỡng mộ thầy. Không biết là trong số các bạn khán giả, không biết là có bạn nào đã từng nằm trong trường hợp của Quỳnh chưa ha. Và Quỳnh biết là chắc là tới bây giờ thì thầy cũng không có biết được cái tình cảm đó đâu. Thì lúc đó Quỳnh cũng rất là hay ngại, hay nhìn lén thầy nè. Một cái gì đó, một cái ngưỡng mộ, và nó chỉ Quỳnh chắc là cũng là đơn phương một phía Quỳnh thôi. Và Quỳnh cũng chưa bao giờ kể cho bất kỳ một phương tiện truyền thông nào đó hết á.